Ông Trump dọa áp thuế 100% nếu các nước thuộc nhóm BRICS cản trở đồng đô la Mỹ. Thủ tướng Canada tức tốc đi Mỹ trong bối cảnh bị đe dọa thuế quan. Vừa rồi là những thông tin nổi bật sẽ có trong cuộc tin nhanh quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 30 tháng 11, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng ông sẽ áp dụng mức thuế 100% nếu các quốc gia trong nhóm BRICS, bao gồm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới, tìm cách cản trở đồng đô la Mỹ. Ông Trump yêu cầu các quốc gia này cam kết không tạo ra một đồng tiền mới của BRICS hoặc ủng hộ bất kỳ đồng tiền nào có thể thay thế đồng đô la Mỹ. Kể từ khi được thành lập vào năm 2009, nhóm BRICS đã mở rộng nhanh chóng và hiện nay bao gồm các quốc gia Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia, Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Trong cuộc họp thượng đỉnh của nhóm diễn ra tại Nga vào tháng 10 vừa qua, các quốc gia thành viên đã thảo luận về việc thúc đẩy các giao dịch không sử dụng đồng đô la Mỹ, đồng thời cũng củng cố việc sử dụng các loại tiền tệ địa phương. Các quốc gia trong nhóm BRICS cũng đã ra tuyên bố chung khuyến khích tăng cường các hệ thống ngân hàng nội bộ trong nhóm và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch bằng tiền tệ địa phương thông qua sáng kiến thanh toán xuyên biên giới BRICS. Nếu các quốc gia trong nhóm BRICS không đưa ra cam kết như yêu cầu, họ sẽ phải đối mặt với mức thuế nhập khẩu 100% hoặc không được phép bán hàng vào thị trường Mỹ. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cũng khẳng định rằng nhóm BRICS sẽ không có cơ hội thay thế đồng đô la Mỹ trong thương mại quốc tế. Ông nhấn mạnh bất kỳ quốc gia nào cố gắng thực hiện điều này sẽ phải nói lời chào tạm biệt với nước Mỹ. Phát ngôn của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Nga, một thành viên của BRICS, liên tục thúc đẩy việc giảm bớt sự thống trị của đồng đô la Mỹ. Theo thông tin từ hãng tin AP, tổng thống Nga Putin đã tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 10 rằng Mỹ đang sử dụng đô la Mỹ như một công cụ vũ khí ông putin đã phát biểu rằng brics không chối bỏ đô la mỹ nhưng nếu mỹ không cho phép các nước thuộc nhóm brics sử dụng ám chỉ các lệnh trừng phạt của mỹ và phương tây liên quan đến cuộc xung đột tại ukraine brics sẽ buộc phải tìm kiếm các giải pháp thay thế mặc dù vậy ý tưởng về một đồng tiền chung của brics hoặc việc thay thế đô la mỹ vẫn là một chủ đề gây tranh cãi do sự khác biệt về lợi ích kinh tế và chính trị giữa các thành viên trong nhóm không chỉ dừng lại ở BRICS, ông Trump gần đây còn đe dọa áp thuế 25% lên hàng hóa nhập khẩu từ Canada, Trung Quốc và Mexico, ba đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ. Vào ngày 29 tháng 11, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã có chuyến thăm Mỹ và gặp Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tại câu lạc bộ Mar-a-Lago ở bang Florida trong bối cảnh mối đe dọa áp thuế quan lên các sản phẩm xuất khẩu của Canada và Mỹ. Theo một nguồn tin giấu tên, Thủ tướng Trudeau đã dùng bữa tối với ông Trump vào tối 29 tháng 11 theo giờ địa phương, cùng tham dự là Bộ trưởng An ninh Công cộng Dominic LeBlanc. Cùng ngày, trong một cuộc phỏng vấn tại Canada, Thủ tướng Trudeau đã tiết lộ kế hoạch giải quyết vấn đề thuế quan thông qua đối thoại với Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump. Trước đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã cảnh báo sẽ áp thuế đối với các sản phẩm từ Canada và Mexico. Ông tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với tất cả các sản phẩm từ Canada và Mexico và Mỹ, coi đây là một trong những xác lệnh hành pháp đầu tiên của mình. Những lời đe dọa này được đưa ra trong bối cảnh ông chỉ trích dòng người di cư bất hợp pháp vào Mỹ. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê, số lượng người nhập cư bất hợp pháp qua biên giới Canada không đáng kể so với biên giới phía nam với Mexico. Trong tháng 10, lực lượng tuần tra biên giới Mỹ đã thực hiện 56.530 vụ bắt giữ tại biên giới Mexico, trong khi chỉ có 23.721 vụ bắt giữ tại biên giới Canada trong cả năm từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 9 năm 2024. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, khi ông Trump áp đặt mức thuế quan cao đối với các quốc gia, các nước cũng đã có những biện pháp trả đũa. Cụ thể, vào năm 2018, Canada đã công bố khoản thuế hàng tỷ đô la Mỹ đối với các doanh nghiệp Mỹ sau khi Mỹ áp mức thuế mới đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Canada. Theo một quan chức cấp cao Canada, nước này đang xem xét khả năng áp dụng các biện pháp trả đũa đối với một số mặt hàng nhất định từ Mỹ nếu ông Trump thực hiện việc áp thuế toàn diện đối với các sản phẩm của Canada. Canada đang chuẩn bị cho mọi tình huống và đã bắt đầu xem xét những mặt hàng nào có thể bị áp thuế trả đũa. Canada là quốc gia xuất khẩu hàng đầu sang Mỹ, với 77% hàng hóa xuất khẩu của Canada được tiêu thụ tại thị trường Mỹ. Mỗi ngày, ước tính có khoảng 2,7 tỷ đô la Mỹ hàng hóa được vận chuyển qua biên giới giữa hai quốc gia. Canada cũng cung cấp khoảng 60% lượng dầu thô và 85% lượng điện nhập khẩu cho Mỹ, đồng thời là nhà cung cấp thép, nhôm và uranium lớn nhất cho Mỹ. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sisky ngày 29 tháng 11 cho biết, lực lượng Ukraine đồn trú gần thị trấn Poprovsk và khu Rakov, thuộc tỉnh donetsk sẽ được cung cấp thêm quân dự bị vũ khí và nhiều thiết bị quân sự khác tuyên bố của ông shinsky được đưa ra trong bối cảnh nga đang giành được nhiều lợi thế trên chiến trường các quan chức Ukraine ngày càng lo ngại về khả năng Nga sẽ tiến quân vào khu vực Zaporizhia ở phía nam, trong khi lực lượng Nga vẫn tiếp tục tiến về phía đông, tập trung vào Pokrovsk và Khurakhov. Quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát 234,79 km vuông lãnh thổ trong tuần qua, phá vỡ kỷ lục trong năm 2024. Trước tuyên bố này, ông Sinsky đã đến thăm các đơn vị Ukraine ở mặt trận Pokrovsk và Khurakhov trên khu vực tiền tuyến. Ông Sigisky cho biết, mục tiêu chính của ông là nói chuyện trực tiếp với các chỉ huy đang trực tiếp tham chiến, giải quyết các vấn đề khó khăn và cung cấp hỗ trợ toàn diện nhằm ngăn chặn các bước tiến mới của Nga. Ông Sisky biết ơn những người lính Ukraine vì sự kiên cường và lòng dũng cảm của họ trong cuộc chiến hiện nay. Nga gần đây đã tăng tốc tiến quân trong lúc quân đội Ukraine phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt nhân lực và vũ khí, đặc biệt là ở Donetsk. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ nhận định, đà tiến của nga ở donetsk có thể tác động đáng kể tới cục diện chiến trường nếu bộ chỉ huy của họ tận dụng được những thành công chiến thuật gần đây nhưng đó không phải là điều chắc chắn tình hiện nay cũng không đồng nghĩa với phòng tuyến của ukraine ở khu vực này đã sụp đổ chính quyền tổng thống biden sắp mãn nhiệm đang tìm cách đẩy nhanh quá trình viện trợ cho kiev trước khi ông trump nhận chức washington mới đây đã cho phép ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của mỹ để tấn công vào lãnh thổ nga đồng thời cung cấp cho nước này mìn chống bộ binh để ngăn chặn những bước tiến mới của Moscow trên chiến trường. Trong hơn 1.000 ngày xung đột Nga-Ukraine diễn ra, Tổng thống Nga Putin đã nhiều lần cảnh báo phương Tây về hậu quả khủng khiếp, có khả năng là xung đột hạt nhân, nếu họ leo thang bằng cách cung cấp cho Ukraine các vũ khí mà nước này cần. Những lời cảnh báo của ông Putin đã trở nên mạnh mẽ hơn trong tháng này, sau khi chính quyền Tổng thống Biden cuối cùng đã cho phép Kiev phóng vũ khí tầm xa của Washington và các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Đáp lại, Tổng thống Putin cập nhật học thuyết hạt nhân của Nga và Moscow đã phóng một tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào Ukraine. Thông điệp này được coi là lời cảnh báo rõ ràng gửi đến những người ủng hộ Ukraine, đó là đừng thách thức Nga. Tuy nhiên, gần 3 năm kể từ khi xung đột nổ ra, những diễn biến trên đã diễn ra theo một nhịp điệu quen thuộc. Mỗi lần Ukraine đưa ra yêu cầu, đầu tiên là xe tăng, sau đó là máy bay chiến đấu, rồi bom chùm và vũ khí tầm xa. Các đồng minh của nước này đều đau đầu không biết có nên chấp thuận hay không, vì lo ngại điều đó sẽ làm leo thang xung đột và gây ra phản ứng từ Nga. Theo các nhà quan sát, mỗi khi phương Tây cuối cùng chấp nhận các yêu cầu của Ukraine, những lời cảnh báo thảm khốc nhất của Nga đều không thành hiện thực, những điều cấm kỵ trong một tuần đã trở thành bình thường vào tuần tiếp theo. Bà Katerina Stepanenko, đồng tác giả một báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington cho rằng chiến lược của Nga là sự hồi sinh của khái niệm kiểm soát phản ứng của Liên Xô. Theo đó, một quốc gia kiểm soát các quyết định của đối thủ bằng cách áp đặt lên họ những giả định và đã làm thay đổi cách họ hành động. Những cuộc tranh luận dai dẳng của phương Tây và sự chậm trễ trong viện trợ quân sự cho Ukraine là một ví dụ rõ ràng về chiến lược kiểm soát phản ứng thành công của Điện Kremlin. Đây là chiến lược đã khiến phương Tây phải tự dằn đầy mình, bất chấp những lần leo thang xung đột thường xuyên của Nga. Chiến lược này có thể được thấy trong hành động ngày 28 tháng 11 sau khi Nga phát động cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào lưới điện Ukraine. Mặc dù Tổng thống Putin cho biết cuộc tấn công là phản ứng từ phía Nga với quyết định của chính quyền ông Biden về vũ khí tầm xa, nhưng nga từng không cần lý do để thực hiện các cuộc tấn công như vậy trong quá khứ. Bất chấp những cảnh báo ngày càng mạnh mẽ của nga kể từ khi lần danh đỏ mới nhất bị phá vỡ, các nhà phân tích phương tây cho rằng có rất ít lý do để tin rằng lần này sẽ khác. Thay vào đó, họ cho rằng phản ứng lo lắng trước những quyền hạn mới được trao cho ukraine là một minh chứng khác cho thấy chiến lược thành công của điện kremlin trong việc buộc phương tây phải nhìn nhận cuộc xung đột theo cách của nga.